Đây là một cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, gồm 4 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Hoa Kỳ và Gia Na Đại, với sự hợp tác của nhiều cơ quan. Bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Voice và Trịnh Hội đưa lậu người vào Gia Na Đại. Trước khi tôi vào đề tài, tôi xin nhấn mạnh cái mục tiêu của tôi là gì? Cái mục tiêu của tôi là không phải 12 người bị Voice và Trịnh Hội đưa lậu vào Gia Na Đại. Mấy người đấy không có phải là mục tiêu của tôi, không có quan trọng. Cái mục tiêu tôi là làm rõ việc Voice và Trịnh Hội đánh cháo người. Cháo người là một cái tội ác, đây là một cái bản chất của băng đảng mà tôi biết rất rành. Đó là Việt Tân, một cái băng đảng mà có quá khứ. Tôi nêu lên Việt Tân vì thành viên và đồng sáng lập viên của Voice là Hoàng Tứ Duy. Hoàng Tứ Duy là đảng viên cao cấp của băng đảng Việt Tân. Vì thế, đây là chính sách cần phải kết thúc hoặc là kết liễu qua hình sự. Bằng chứng cho tôi thấy Voice và Trịnh Hội đưa lậu 12 người này vào Canada. 12 người này có nhiều người chưa hề là thường nhân và một số người đã hồi hương về Việt Nam. Một trong những cái điều kiện tránh của chương trình nhân đạo của chính phủ Gia Na Đại dành cho 108 tới 110 người này là trước hết phải là thường nhân, hai chưa bao giờ hề hồi hương về Việt Nam. Và cuối cùng, cuộc điều tra này kéo dài hơn 2 năm nay. Những chi tiết trong cuộn phim này chỉ 10% thôi, còn 90% kia tôi giữ lại để chia sẻ với những cơ quan. Phần đông là cơ quan tôi làm việc với là Gia Na Đại. Đó là về hình sự, thành ra tôi không chia sẻ rồi. Cái đó cái sự yêu cầu của họ. Ví dụ như những cái phỏng vấn của thuyền nhân, những người mà bị cướp chỗ hay là bị cháo, và những việc mà tôi hứa với cha Nam Vong. Voice dùng tiền đóng góp của cộng đồng và lợi dụng chương trình định cư nhân đạo để đưa người lậu vào Canada. Chính phủ Canada đồng ý nhận định cư nhân đạo cho hơn 100 cụ thuyền nhân Việt Nam đã sống lây lất ở Thái Lan sau khi họ trốn thoát cưỡng bức hồi hương năm 1996. Lấy danh nghĩa đó, Voice đã rầm rộ gây quỹ định cư 108 cụ thuyền nhân. Theo lời của ông Nam Lộc, mỗi đầu người tốn 3.500 đô để lập hồ sơ và mỗi gia đình tối thiểu là 11.800 đô để lo định cư. Số tiền Voice đã gây quỹ vượt 1.600.000 đô la. Qua điều tra, tôi biết Voice đã dùng tiền ấy để đưa lậu ít ra 12 người không đủ điều kiện vào Canada. Họ đã lấy mất chỗ của những người thực sự hội đủ tiêu chuẩn. Hiện nay vẫn còn có hàng trăm cụ thuyền nhân vẫn sống lây lất ở Thái Lan và cha Nam Vong vẫn phải cưu mang họ. Sau khi Voice tuyên bố đã định cư xong tất cả các thuyền nhân cuối cùng với số tiền họ gây quỹ. Thực ra, Trịnh Hội nhờ cha Nam Vong xác nhận cụ thuyền nhân là đã từng ở trại CQ và cha Nam Vong chỉ xác nhận như vậy. Nhưng tất cả những thuyền nhân Việt Nam 108 người được đi là do cha giới thiệu qua Voice. Với chính phủ Gia Na Đại, Trịnh Hội và Voice lại diễn giải rằng đó là cha Nam Vong xác nhận là người ấy chưa hề hồi hương. Đó là cách Voice và Trịnh Hội đưa lậu người nhập cư Canada. Bởi vì công việc là làm việc thì Trịnh Hội phải làm hết. Nha. Cha không được làm việc gì. Có danh sách ai cha biết ai thì đưa lên nó đi gặp Trịnh Hội để Trịnh Hội vô số. Để con hỏi lại rõ. Cha nói cái này quan trọng, có nghĩa là cái vô số là cái danh sách này đó là Trịnh Hội là cái người mà làm cái danh sách này. Còn cha thì cha không biết, cứ đưa cha coi cha ký. Cha không biết, họ làm cái danh sách của người cha coi. Những điểm quan trọng cha Nam Quang nói. Công việc thì Trịnh Hội phải làm hết. Cha không được làm việc gì. Trịnh Hội vô số. Cái danh sách này đó, cha có giữ không? Ngày nay cha có. Không có. Ai giữ cái danh sách đó? Trịnh Hội hả? Cha cũng... Cha bữa giờ cha không có thì Dạ. Có thời giờ là sao dõi hay con không trách được, tại vì cha bận rộn ở gì cái này là cái gì cô rồi cái nhà thương. Cha là giám đốc ở đây phải không cha? Giám đốc dạ đây. Cha không thì giờ con hiểu, nhưng mà như lúc nãy con hỏi tác giả của cái danh sách đó là ai? Trịnh Hội. Thành Trịnh Hội đưa những cái đó, thành ra cha không biết là ai thật ai giả. Thường trước khi những thường nhân mà đi đó, theo con hiểu đó là cái cách thức làm việc là họ phải qua cha, cha phải xác nhận đúng không cha? Hay là không cần? Cha xác nhận là người này từng ở CQ. Từng ở CQ à. Nhưng mà cha không có xác nhận là họ có hồi hương chưa, đúng không? Hai cái nó khác nhau. Khác nhau. Dạ. Cái đó không có. Đây là những điểm quan trọng. Cha Nam Vong, cha xác nhận là người này từng ở CQ. Nguyễn Thanh Tú, nhưng mà cha không có xác nhận họ có hồi hương. Cha Nam Vong, hai cái khác nhau. Cái đó không có. Không phải chỉ vì một cái lời đồn Nguyễn Thanh Tú nó lên đó, tự nhiên nó nói thế này cái nọ là cái. Sự thật là Voice biết rõ tông tích của những ai mà họ cháo vào danh sách để đưa lậu vào Canada. Ví dụ như Nguyễn Ngọc Huy, Nguyễn Hữu Huân, Võ Văn Dũng, Lê Thị Ba, vân vân. Ngày 13 tháng 7 năm 2018, ông Nam Lộc đưa lên một bài viết tựa đề Chuyến đi nhiều nước mắt. Trong bài viết, ông Nam Lộc tuyên bố, tôi cũng thách thức ai đưa ra các bằng chứng về vấn đề chuyển người bất hợp pháp vào Canada hoặc lợi dụng tiền bạc quyên góp cho Voice. Tôi sẽ là người đầu tiên đứng lên tố cáo họ trước pháp luật. Tôi, Nguyễn Thanh Tú, con của ký giả Đàm Phong, chấp nhận lời thách thức của ông Nam Lộc. Tôi hy vọng ông Nam Lộc sẽ thực thi lời tuyên bố của ông. Sau đây chúng ta hãy theo dõi lời tuyên bố của bà Lê Thị Ba theo sự đạo diễn của Voice, so sánh nói với email của bà Lê Thị Ba nói lên sự thật và với lời xác nhận về sự thật đó của cha Nam Vong. Tôi tên Lê Thị Ba. Trước 75 thì tôi là huấn luyện viên ở trường nữ quân nhân. Và sau đó thì năm 89 tôi đi qua đây và bị kẹt lại cho tới giờ này luôn. Email ngày 6 tháng 12 2014 của bà Lê Thị Ba kể về những trao đổi giữa bà và Trịnh Hội. Trịnh Hội có cho bà Lê Thị Ba biết rằng chương trình này dành cho thuyền nhân không hề về Việt Nam. Và bà Lê Thị Ba cũng thú nhận rằng bản thân chị cũng không đủ điều kiện. Bà Lê Thị Ba, bà đi, cha đâu có biết bà đi về ấy đâu. Cha biết, dạ. Cha biết là bà đi, bà được đi. Được đi. Mà cha đâu có biết là bà về hồi hướng. Biết là bà hồi hướng, về chồng nhóm đó, nhóm về bà con đó là người Lê Thị Ba này cũng vô số của Trịnh Hội. Của Trịnh Hội. Vô số là. Bà Lê Thị Ba cho biết dù không đủ điều kiện nhưng hội sẽ giúp chị. Vì sao Trịnh Hội cho bà Lê Thị Ba một vé khi Trịnh Hội biết bà Lê Thị Ba không có điều kiện cho chương trình đi Canada? Rất đơn giản là vì bà Lê Thị Ba đã biết Voice và Trịnh Hội đã đưa lậu vào Canada 11 cựu thuyền nhân không hợp lệ vì họ đã hồi hương về Việt Nam năm 1996. Trong email này, bà Lê Thị Ba cho rằng chương trình này dành cho người không về Việt Nam thì không có tính thuyết phục. Có nghĩa là bà Lê Thị Ba thách thức Trịnh Hội giải thích về các trường hợp này. Trước đây, bà Lê Thị Ba đã mạnh mẽ phản đối việc Voice đưa hàng loạt người đi lậu vào Canada. Để bịt miệng, Voice đã điều đình tặng cho bà một vé định cư Canada. Voice đã đưa bà Lê Thị Ba đi phô diễn ở các nơi. Theo sự đạo diễn của Voice, bà Lê Thị Ba đã xóa 18 năm ở Việt Nam và thay vào đó 18 năm sống lưu lạc ở Thái Lan. Họ đánh lừa dư luận một cách trắng trợn với mục đích gây quỹ thêm nữa. Đây là email của bà Lê Thị Ba. Bà Lê Thị Ba có nói về ông Dũng Loa, tên thật là Võ Văn Dũng. Là nhân vật thứ hai của tôi. Võ Văn Dũng đã từng là thuyền nhân nhưng đã hồi hương về Việt Nam. 5 tháng trước khi định cư ở Canada, Võ Văn Dũng đang có công ty du lịch đưa người từ Việt Nam tới Thái Lan, vân vân. Giấy tờ cho thấy Võ Văn Dũng thành lập công ty tên là Saigon Red Travel và được giấy phép hoạt động vào ngày 16 tháng 5 năm 2014. Chứng minh Võ Văn Dũng năm 2014 đang làm ăn ở Việt Nam, và đây là chi tiết cha Nam Vong không thể nào biết được, chỉ có Trịnh Hội Voice Nam Lộc biết. Điều quan trọng đây là Võ Văn Dũng đang có một đời sống thoải mái, tự do, giàu có và không bị chính phủ Việt Nam hành hung hoặc đè ép gì cả. Vừa đặt chân tới Canada, Võ Văn Dũng quay lại năm 2015 Việt Nam để tiếp tục dẫn tour cho công ty của ông ta. Và ngày nay, công ty của ông ta đã phát triển mạnh, có từ 8 tới 10 nhân viên đang làm việc. Ông ta vẫn làm việc như thường, không có gì khác cả. Và người thứ ba là Nguyễn Ngọc Huy. Nguyễn Ngọc Huy là một trong những 11 người mà bà Lê Thị Ba trong email có đề cập tới là Trịnh Hội và Voice đưa lậu vào Canada. Nguyễn Ngọc Huy và vợ được Trịnh Hội đưa đi định cư Canada trong đợt ngày 25 tháng 11 năm 2014. Đây là hình chuyến bay từ Thái Lan đến Canada, có vợ chồng ông Huy trên đó. Ông Huy là người ngồi hàng thứ tư và cúi gằm mặt. Vợ của ông ấy ngồi ở ghế bên tay trái. Tháng 4, 7 Tây năm 2018, tôi có nói chuyện với ông Vũ Hoàng Hải. Ông Vũ Hoàng Hải là một trong những người thành lập Bạch Đăng Giang, và Nguyễn Ngọc Huy và bà Lê Thị Ba khi xưa là thành viên của Bạch Đăng Giang Foundation. Ông Vũ Hoàng Hải có khẳng định với tôi rằng Lê Thị Ba và Nguyễn Ngọc Huy đã từng hồi hương về Việt Nam năm 1996. Và chính ông ta là người đưa Nguyễn Ngọc Huy đi du học ở Ấn Độ. Và theo bản kết luận điều tra của chính phủ Việt Nam, ông Huy đã hồi hương từ Thái Lan về Việt Nam năm 1996. Ông Huy sau đó đã đi du học ở Ấn Độ. Đến năm 2011, tức 15 năm sau, ông Huy mới chạy sang Thái Lan cùng vợ, cưới ở Việt Nam. Ông ấy và vợ không hề sống lưu lạc ở Thái Lan trong suốt 27 năm để được tham gia chương trình định cư nhân đạo vào Canada, điều mà Trịnh Hội và Voice biết rõ. Lúc này tôi quên, nhưng mà cái mục tiêu của các bản kết luận điều tra của chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ là Bạch Đăng Giang Foundation và những thành viên của Bạch Đăng Giang Foundation. Thì cái bản kết luận điều tra này cho thấy Nguyễn Ngọc Huy là một trong những thành viên đó và đã từng đi du học ở Ấn Độ 3 năm. Trong email của bà Lê Thị Ba, bà Lê Thị Ba có đề cập tới Nguyễn Hữu Huân đã được ân sủng rất hậu vì Trịnh Hội đã nhờ Phạm Bá Hải ở Việt Nam nhắn tin tìm, suýt bị kẹt ở cửa khẩu Poipet nhưng may mắn đưa được vợ con qua và cũng đi chuyến 25 tháng 11 năm 2014. Vì thế, người thứ tư là Nguyễn Hữu Huân. Tờ báo Dân làm báo cho thấy Nguyễn Hữu Huân tự thú nhận mình là cụ thuyền nhân bị cưỡng bức hồi hương từ trại tị nạn Thái Lan ngày 12 tháng 9 năm 1996. Có nghĩa là anh này không có hợp lệ cho chương trình mà dành cho những người chưa hề hồi hương về Việt Nam. Trong cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 6 năm 2012 với truyền thông RFI của Pháp Việt ngữ, Nguyễn Hữu Huân kể lại trường hợp của anh khi bị cưỡng bức hồi hương về Việt Nam, chứng minh ông Nguyễn Hữu Huân không có hợp lệ cho chương trình mà Canada dành cho những người không hồi hương. Chi tiết này, Trịnh Hội, Voice và Nam Lộc biết. Ngày 27 tháng 4 năm 2012, tờ báo Dân luận Phạm Bá Hải, người thành lập Bạch Đăng Giang, đề cập tới 6 thuyền nhân hồi hương bị bắt. Một trong những người đó là Nguyễn Hữu Huân. Chứng minh chẳng những Nguyễn Hữu Huân đã hồi hương về Việt Nam mà năm 2012 đang ở Việt Nam. Có nghĩa là Nguyễn Hữu Huân không hợp lệ cho chương trình Canada. Những người không có hợp lệ lấy mất đi 7 chỗ, ví dụ bà Lê Thị Ba lấy mất đi 1 chỗ, Võ Văn Dũng lấy mất đi 1 chỗ, Nguyễn Ngọc Huy và vợ Trần Minh Ngọc Diệp lấy mất đi 2 chỗ, Nguyễn Hữu Huân và con gái lấy mất đi 3 chỗ. Tổng cộng là 7 chỗ, có nghĩa là 7 người có hợp lệ bị bỏ lại Thái Lan. Còn thêm nữa đây, Nguyễn Hữu Nghĩa, Phan Văn Đức và vợ Huỳnh Thị Chi, Phan Hữu Thái và Vũ Bá Thuận. Cuối cùng, tôi muốn biết cái nguồn cung cấp người từ Việt Nam để cho Voice và Trịnh Hội đưa lậu vào Canada từ đâu ra. Tôi bắt đầu điều tra cái quan hệ của những người Trịnh Hội đưa lậu qua thì khám phá trong 12 người, 5 người đó là thành viên của Bạch Đăng Giang Foundation ở Việt Nam. Những người đó là Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Hữu Nghĩa, Vũ Bá Thuận, Nguyễn Ngọc Huy và Lê Thị Ba. Kế tiếp, tôi điều tra sự quan hệ giữa Bạch Đăng Giang Foundation và Voice Trịnh Hội. Thì mới khám phá ra Bạch Đăng Giang cung cấp người cho Voice để huấn liệu theo đề án của NED tài trợ. NED tức là Quỹ Quốc gia Phát triển Dân chủ, có nghĩa là Voice qua mặt Việt Nam, Thái, Cao ủy tị nạn, Liên Hiệp Quốc, Canada và Hoa Kỳ. Ông Nam Lộc là cái hậu quả và cái biểu tượng của cái thiện nguyện tin người tiền tôi. Và ông cũng là thành viên của Ban Quản trị Voice, đã đứng ra gây quỹ cho Voice qua SPTN, đã hộ tống đưa người vào Canada, đã giới thiệu bà Lê Thị Ba cho truyền thông báo chí. Tôi kêu gọi mọi người nhắc nhở ông Nam Lộc thực thi lời tuyên bố của ông ta. Mọi người có thể nhắc nhở qua email namlocnguyen@yahoo.com. Lợi dụng chương trình nhân đạo của Canada để đưa lậu người nhập cư là phạm tội hình sự, lấy tiền đóng góp nhân đạo của đồng bào để tài trợ cho hành vi phạm pháp là bất lương. Đến khi bị phanh phui đổ tội cho cha Nam Vong, vì ân nhân của thuyền nhân Việt Nam trước đây, Voice đã dùng tên tuổi để gây quỹ, là tán tận lương tâm. Nếu còn tí nhân cách, Trịnh Hội, Nam Lộc, Đỗ Kỳ Anh và những thành viên của Voice hãy nhận lỗi trước đồng bào và nhận tội trước pháp luật. Đừng thủ lời rồi hất tội sang cho người khác. Đừng quanh co nói dối thêm. Và có nói dối cũng không thoát được đâu. Tôi đã báo động việc làm phi pháp của quý vị với chính phủ Canada.